and I'm from NC English Center. Now let's get started with Win Toe. Trong phần 1 của bài thi TOEIC thì thường mình có hai loại tranh rất là hay gặp. Loại thứ nhất đấy là loại tranh mô tả người và loại thứ hai đấy là loại tranh mô tả vật. Vậy trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung xem là có những bẫy gì thường xuất hiện ở trong loại tranh mô tả vật nhé. Nào, vậy đầu tiên chúng ta phải hiểu thế nào là tranh mô tả vật đúng không nào? Bây giờ các bạn nhìn cho cô vào bức tranh ở phía bên cạnh này. Thì ở trong bức tranh này các bạn thấy đây là bức tranh đặc trưng của dạng mô tả vật. Ở trong bức tranh này các bạn thấy là nội dung chính của bức tranh tập trung chủ yếu vào các đồ vật xuất hiện đúng không? Ví dụ ở đây ta có là cái giá này hoặc là hàng hóa này vân vân đúng không nào? Và như các bạn nhìn thấy ở trong bức tranh thì con người đôi khi cũng xuất hiện. Tuy nhiên thì nó chỉ là một cái hình ảnh rất là nhỏ, hành động của họ cũng không rõ ràng. Vậy đó chính là những cái bức tranh mô tả vật. Nào bây giờ các bạn cùng nghe với cô 4 câu mô tả bức tranh này và xem là đáp án nào đúng và đáp án nào là đáp án chưa chính xác nhé. A. The customers are purchasing the candies. B. The shelf at the bottom is empty. C. The products are in plastic bags. D. The shelves are filled with items. Nào bây giờ các bạn đã có được đáp án của riêng mình chưa nhỉ? Nào bây giờ các bạn cùng cô phân tích các đáp án để xem là đáp án nào là chính xác, đáp án nào là chưa chính xác nhé. Và để xem có bạn nào rơi vào bẫy của bức tranh hay không. Đáp án đầu tiên, đáp án A là đáp án không chính xác đúng không nào? Có một số bạn có thể nghe được từ customers hoặc là có thể không. Hoặc có một số bạn cũng rất là lạ lẫm với cái động từ là purchase để đọc gốc in là purchasing. Nhưng có một từ mà cô chắc chắn là các bạn có thể nghe được, đấy là từ candies là kẹo đúng không nào? Vậy thì đáp án này không chính xác là ở chỗ từ candies này thậm chí không xuất hiện ở trong bức tranh đúng chưa nào? Vậy thì đây cũng là cái bẫy đầu tiên. Cái bẫy này nó liên quan đến một số những cái danh từ không xuất hiện ở trong bức tranh. Vậy còn đáp án B và đáp án C thì như thế nào? Đáp án B và đáp án C cũng là hai đáp án không chính xác đúng không nào? Vậy đáp án B sai ở đâu? Đáp án B sai ở tình trạng của vật xuất hiện ở trong bức tranh đúng không nào? Ở trong bức tranh như các bạn nhìn thấy ở trong này thì là cái tình trạng của nó phải là phụ. Tuy nhiên ở trong cái câu statement thì mình lại có cái tình trạng người ta đưa ra là empty. Vậy cái tình trạng này nó trái ngược với cái tình trạng xuất hiện trong bức tranh. Vậy đây không phải là đáp án đúng. Đáp án C không chính xác là ở chỗ vị trí của vật người ta đưa ra chưa chính xác. Ở trong này vị trí của vật phải là on the shelf, tức là trên giá đúng không nào? Tuy nhiên thì ở trong câu người ta đưa ra lại là in the plastic bags. Vậy thì đây cũng là đáp án không chính xác. Vậy theo phương pháp loại trừ, đáp án A không chính xác, B không chính xác, C không chính xác, vậy đáp án D là đáp án đúng không nào? Đáp án D đúng là bởi vì tên sự vật đúng, trạng thái của sự vật be filled with cũng đúng chưa nào? Và thông qua ví dụ vừa rồi, các bạn sẽ thấy mình có 3 cái bẫy được xuất hiện ở trong phần nghe tranh này. Bẫy thứ nhất liên quan đến tên của sự vật, bẫy thứ hai liên quan đến tình trạng của sự vật và bẫy thứ ba liên quan đến mối tương quan của hai sự vật với nhau đúng không nào? Hay còn nói là vị trí của các sự vật. Hy vọng thông qua video này các bạn đã nắm được một số những bẫy cơ bản trong phần nghe tranh tả vật và từ đó có thể đạt được điểm số cao hơn trong phần thi này. Ok, goodbye and good luck.